Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bác đã trở lại với cơ sở đồ gỗ cao cấp Sáng Trang. Hiện tại em Sáng đang đứng trực tiếp tại cái cửa hàng showroom của nhà mình để giới thiệu một trong những cái sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất hết sức tuyệt vời các bác ạ. Và bộ sản phẩm trước mắt các bác có tên gọi là bộ sản phẩm móc mỏ trên nền tảng được cơ sở em làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai vô cùng cao cấp. Và ở cái dòng sản phẩm tác phẩm đồ gỗ này, đây là một trong những sản phẩm mà được cơ sở bên em làm theo đơn đặt hàng của một bác gái ở Tham City. Rất mong những cái sản phẩm tuyệt vời như này được quý vị anh chị em mình đón nhận. Và một lần nữa cơ sở em xin chúc sức khỏe những vị khách tuyệt vời, đặc biệt là bác gái chủ nhân của bộ móc mỏ này. Chúc bác thật có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống các bác ạ. Và ở cái dòng sản phẩm vô cùng cao cấp như thế này thì bên đồ gỗ Sáng Trang, đặc biệt là em Sáng làm rất nhiều các dòng sản phẩm. Ví dụ như dòng sản phẩm móc mỏ trên nền tảng chất liệu gỗ chắc này, đấy, gỗ cẩm lai, gỗ hương lào, gỗ gụ các bác nhé. Ở mỗi một dòng sản phẩm nó đều có những cái tính thẩm mỹ cũng như tính giá trị riêng. Sau đây em Sáng sẽ đi sâu vào cái bộ móc mỏ trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai. Em Sáng đã làm rất nhiều cái video từ khi mà em Sáng dựng mọc cái bộ sản phẩm này lên. Nếu quý vị anh chị em nào quan tâm, các bác có thể qua kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang, các bác xem lại những video về những bộ móc mỏ mà em Sáng up từ khi mà nó còn thô sơ, từ khi nó còn nguyên mọc, và cái quá trình em Sáng cạo lạo, quá trình em Sáng làm thế nào để tạo nên một sản phẩm đẹp. Và rất vui, đây là một trong những cái video mà cũng là cái video mà thành quả cuối cùng mà em Sáng chuẩn bị giao hộ đồ cho các bác, các bác ạ. Và đây các bác thấy này, hết sức tuyệt vời. Ở bộ sản phẩm móc mỏ 8 món này thì các bác có những cái gì? Thứ nhất, các bác có một chiếc đoạn các bác nhé. Đó, các bác có một chiếc đoạn. Đoạn của ghế thì bộ móc mỏ này bên đồ gỗ Sáng Trang làm có thông số kỹ thuật là chiều dài là 1m95, chiều sâu là 5 năm. Và tất cả những cái mặt này là mặt một miếng các bác nhé. Những cái mặt ghế, mặt đoạn đó đều là mặt một miếng hết. Và đặc biệt em Sáng làm màu tôn trọng giá trị thật của gỗ các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy này, đấy, những cái đường vân thật của gỗ này vẫn còn nguyên sơ các bác nhé, vẫn còn nguyên và hoàn thiện cực kỳ kỹ luôn. Các bác cứ để ý cách mà em Sáng hoàn thiện một bộ sản phẩm, bất kỳ một loại gỗ nào thế, đặc biệt gỗ cẩm lai. Bản thân gỗ cẩm lai nó đã rất quý rồi, khi mà chúng ta hoàn thiện lên chúng ta phải làm thế nào để nó vẫn còn giữ được những cái vân gỗ như này các bác ạ, vân gỗ như này. Đấy. Và cái bộ sản phẩm này được cơ sở bên em hoàn thiện rất kỹ các bác nhé, cực kỳ kỹ luôn. Và các bác để ý cho em Sáng này, với bộ 8 món thì bao gồm 4 ghế đơn như thế này các bác ạ. Mỗi cái ghế đơn này thì nó có một thông số kỹ thuật như sau. Đây em Sáng đo trực tiếp ở quý vị anh chị em mình trực tiếp luôn. Đó, các bác thấy này. Đó, đây là 65 phân các bác nhé. Đấy, mỗi cái ghế này là chiều rộng 65 phân, chiều sâu 55 phân. Và tất cả những cái vách này các bác ơi, các bác để ý cho em Sáng này. Những cái vách này thì thường thường ở những bộ móc mỏ thì có những bộ mà em Sáng lòng vách đá và có những bộ thì em Sáng làm vách gỗ các bác nhé. Đó, thì nói chung lại để vách đá hay vách gỗ thì nó tùy vào cái giá trị. Ví dụ như để mà cái vách gỗ mà các bác yêu cầu đẹp, hoặc là những cái vách đá mà yêu cầu vân nó đẹp thì nó cực kỳ có giá trị luôn. Và ở bộ sản phẩm này thì toàn bộ vách gỗ này thì em Sáng đục theo cái họa tiết đó là tùng cúc trúc mai các bác nhé. Đó, gần như là những bức tranh, gọi là bức tranh bốn mùa đấy các bạn ạ. Đây này, đấy em Sáng đục cảnh này, cảnh cây cây cúc này, đấy, những bông cúc này các bạn này. Còn đây là cây trúc này, hết sức tuyệt vời luôn, hoàn thiện khe kẽ rất kỹ các bác ạ. Đó, khi các bác quan tâm sản phẩm, các bác để ý cho em là những cái khe kẽ này được em Sáng làm nguội, thợ cạo nạo cực kỳ kỹ luôn. Đó, đây ví dụ, đây điển hình thế, đây là cây đào này các bạn thấy này. Đấy. Đấy, cây mai này các bạn này, đó cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây là cây tùng này các bạn này, đó cảnh cây tùng rất đẹp. Và để nói về những bộ móc mỏ thì các bác phải quan tâm đến là gì, quan tâm những cái móc này các bác này, những cái móc được cơ sở bên em hoàn thiện rất kỹ, đó là gì, cực kỳ dẻo luôn các bác nhé. Đó, rất dẻo và khe kẽ rất sạch sẽ các bác ạ, sạch sẽ. Và bộ sản phẩm này thì cơ sở bên em hoàn thiện đó là bóng màu 100 các bác nhé, bóng màu 100. Đó, cái này là cái nhu cầu khách hàng thì có hai cách hoàn thiện, một là các bác full PU, hai là các bác đánh xi các bác ạ. Và ở bộ sản phẩm này thì khách hàng của em Sáng thích bóng màu 100 full PU các bác ạ. Thì cái này tùy theo khách các bác nhé, tùy theo khách. Và ở bộ sản phẩm 8 món này thì chúng ta có một cái bàn. Và cái bàn này thì em Sáng làm cũng tương đối lớn so với những bộ khác. Ví dụ đây em Sáng đo trực tiếp cái thông số kỹ thuật để các bác cảm nhận luôn các bác ạ. Đó, chiều dài là 1m35 các bác nhé, 1m35. Và chiều rộng đây, chiều rộng của bàn bộ móc mỏ này là 60, đây chính xác của nó là 63 phân các bác ạ, 63 phân. Và mặt là mặt một miếng các bác ạ, mặt một miếng nhé. Đó, mặt một miếng trọn vân cực kỳ đẹp luôn.
rất chi là đẹp. Đó, vân trần tự nhiên các bác ạ, cực kỳ thoải mái luôn. Các bác nào có nhu cầu ở những dòng sản phẩm cao cấp như thế này thì các bác có thể qua trực tiếp showroom của Đồ Gỗ Sáng Trang các bác ạ, để được em Sáng và tư vấn và báo ra tận phường, tận xưởng. Thì những sản phẩm tuyệt vời như thế này thì em Sáng rất vui và vinh dự được rất nhiều quý vị anh chị em đông đảo cả nước yêu thương đón nhận ở rất nhiều các phân khúc hàng khác nhau. Em Sáng cũng nói về những cái bộ sản phẩm như thế này rồi. Đó, đây là một không gian nội thất mà toàn bộ chia sẻ với các bác luôn là toàn bộ những cái nội thất mà em Sáng đang lắp đặt có sẵn tại cửa hàng đây đều của một khách các bác nhé, đều của một khách. Đó, bên kia là bộ bàn ăn này, đó, còn đây là những kệ tivi này các bác thấy này, hết sức tuyệt vời luôn. Đó, cái gì thì cái nghề, cái nghiệp mình phải làm kỹ các bác ạ, làm chất lượng tốt, đó là một trong những yếu tố mà em Sáng luôn đề ra để phục vụ những vị khách tuyệt vời của mình. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chào thân ái.